Mình nghĩ là nấm muối đen. Lâm mình á, Lâm lớp học mình á sao? Bữa hôm mà có cần xin không? Nhậu xong về nhà nhà xin nhậu không? Không. Mới đây nè, mới cách đây bữa thứ hai nè. Cái này thứ tư rồi nè, mới 2 ngày. Đây là nấm ngói. Để bên ngoài nóng thế mà vào đây cái là thấy dịu ngay. Đây là... Cái này là phôi được chắc mới mới. Không, gần hết rồi, gần tàn rồi. À gần tàn rồi. À tức là lấy đợt đợt 3 rồi. Dạ, gần tàn rồi. À. Mấy ngày mai thu hoạch mình chiều thu hoạch. À. Sáng thu hoạch được khoảng 3 kg. Sáng là được 3 kg. Dạ. Cái phôi này sau khi mình ấy thì mình có làm phân hay làm gì không anh? Ủ lại làm phân. À làm phân. Ủ lại làm phân bón cho mấy cây trái đang trồng ngoài kia đó. À. Mô hình nông nghiệp khép kín này. Như vậy đây là bẻ là vừa nhất nè. Dạ. À cái này là ăn vừa nhất. Năm mới này là mình sản xuất ra là được bao nhiêu tiền? Giá là bao nhiêu tiền? Giá hiện tại em đang bán khoảng 1.200. Ồ nhìn cái năm mới này ha, thích nhỉ, đẹp. Đẹp. Bầu. Chứ không giống ở quán họ bán là nó dài. Này ăn là lý tưởng ấy. Nó giòn giòn. Vâng. Đó là nó vừa chỉnh nhất. Vâng. Còn hơi cao là nó hơi mùi tí. Mùi rất là thơm. Đặc trưng. Cái này là mình thu hoạch khoảng 2-3 đợt là bắt đầu là mình tức là đem cái phôi này ra để làm phân bón. À đem phôi là phân bón. Dạ. Cái này để nó